Khương ơi, em có coi tập trước không? anh đi về tay trắng luôn á em. Tay trắng luôn á em. Để tiền tôi còn trả nợ tiền gửi xe ở thôi, đây nữa. Rồi bạn ơi, bây giờ lương tâm không có, đừng có lương lẹo nữa, làm đi bạn ơi. Bây giờ chỉ có lương tâm thôi chứ lương tháng mình hết rồi đó. Lần trước là mình không có lương rồi. Bây giờ chỉ còn lương tâm nữa đó chị. Em muốn hỏi MC Thành Trung à, cái phần thưởng của em đang là 10 triệu chẳng á. Em muốn chích 1/10 của nó ra em. Anh ok không? Em thấy chưa? Khương ơi, em có coi tập trước không? Anh đi về tay trắng luôn á em. Tay trắng luôn á em. Tay trắng luôn á em. Anh còn nợ 5.000 tiền gửi xe của bác bảo vệ chưa trả luôn á em. Tàu lắm. Người cố vấn cho em họ chỉ cố vấn miệng xuông thôi. Mình gán thêm miếng anh. Gán miếng nữa thôi. Trời đi. Để tiền tôi còn trả nợ tiền gửi xe ở thôi, đây nữa. Rồi bạn ơi, bây giờ lương tâm không có, đừng có lương lẹo nữa, làm đi bạn ơi. Ủa nhưng mà Ngọc Trai cũng 10+ triệu mà sao không thấy lên tiếng gì ta? Bởi vì Ngọc Trai có dám tư vấn gì đâu. Trai nhường hết cho em. Lúc em được nhờ tư vấn em hạnh phúc lắm cơ mà. Trông em sắp sửa khóc đến nơi rồi đấy. À, thế này anh Trung ạ. Thế nào? Em dồn tiền lại qua số lần sau em sẽ chơi tới bến với anh ạ. Vậy là em sẽ không tham gia cùng với người chơi. Em nói hẳn như thế đi để cho người chơi người ta còn biết thông tin. Anh nhìn thẳng vào mặt em anh nói nè. Trời, cái cậu này thiệt luôn á. Bây giờ này, nếu như mà không ai chơi với em thì chị sẽ chơi với em. Chị lấy tiền của chị ra 5 triệu chị chơi chung với em. Dạ, cảm ơn chị. Vậy thì nếu được là em sẽ được 5 triệu, mất là em mất 5 triệu. Đúng rồi. Chị Trang muốn chọn màu gì chị Trang? Chị chốt với em, chị chọn dạ. Màu đỏ. Dạ, cảm ơn chị. Nào hãy cùng xem. Thần may mắn có gõ cửa với người chơi của chúng ta và sự dũng cảm của khách mời Trang Pháp hay không? Nào bây giờ sẽ là vòng quay của người chơi. Xin anh mời. Anh nhìn kỹ kỹ nha anh Nghị ơi. Nhìn ok em ơi. Resort Corona hân hạnh đồng hành cùng chương trình.